làm mẹ. Xin chào các mẹ. Này, mẹ Tết đang xem lọ gì đấy? Lợi khuẩn cái gì mà bio, ôi dồi ôi, tóm lại là men tiêu hóa. Cô em chồng vừa đưa cho bảo là cho tép uống đi, vừa tốt cho tiêu hóa mà lại nâng cao sức đề kháng đây này. Tôi cũng nghe các mẹ truyền tay nhau thế đấy. Nhưng mà tép thì tiêu hóa hay gặp vấn đề ấy. Sức khỏe đường tiêu hóa mà không tốt thì sẽ kéo theo nhiều thứ phức tạp lắm bố tôm ạ. Các mẹ cũng nghĩ như vậy đấy. Không tin thì mẹ tép và các mẹ cùng nghe câu chuyện sau đây nhé. Các bé nhà chị Lê Thu Hoa ở quận Đống Đa, Hà Nội không ít lần làm cho mẹ vừa sợ lại vừa chán khi các bé bị sốt và đi ngoài. Mẹ muốn cho con ăn, lại lo ruột chưa ổn định. Em ơi, giúp cho con nhà mình nuôi kiểu gì lớn thế? Chẳng biết mình sai ở đoạn nào chị ạ? Bạn bé nhà em còn sốt đi ngoài, chắc chắn là phải dùng men rồi. Men để bổ sung cái hệ vi sinh đường ruột cho nó cân bằng mà. Chính vì vậy, men tiêu hóa là thứ không bao giờ thiếu trong tủ thuốc gia đình. Cái men Bioroctovin ấy mà cứ thỉnh thoảng uống kháng sinh ấy. Bạn nào mà phải uống kháng sinh là em đều bổ sung cái men đấy. Thế hoặc là lúc nào mà bạn nào mà chẳng may lạ dạ gì đấy em cũng lại hay bổ sung. Chị Lê Thu Lan, em gái chị Lê Thu Hoa cũng dùng theo kinh nghiệm của chị gái, nhưng có đôi chút điều chỉnh cho phù hợp với cơ thể của bé nhà mình. Em phải dùng men nhiều, thử cho bạn các loại men, chẳng hạn như là men cái men ống của Pháp ấy, hoặc là những cái loại men gói, rồi em cũng không nhớ rõ tên bởi vì là em cũng chuyển đổi nhiều loại men, cứ thấy ai mách gì là làm luôn. Ai có kinh nghiệm thì truyền cho người chưa biết, cứ thế mẹ nào cũng cho con thử dùng men tiêu hóa khi gặp các vấn đề về đường ruột, với mong muốn tiêu hóa của con sẽ tốt hơn, có vậy mới mong chống được bệnh tật. Đúng là các mẹ chỉ toàn phỏng đoán và xử trí theo kinh nghiệm của mình. Không biết là có nên cho con uống cái gọi là lợi khuẩn hay là các cái loại men tốt cho tiêu hóa hay không nữa? Để biết các bé có cần phải bổ sung các loại thuốc tốt cho tiêu hóa hay không thì nên hỏi các chuyên gia. Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, Viện trưởng Viện Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội sẽ giúp mẹ tép và các mẹ đưa ra quyết định chính xác. Thực tế là đối với trẻ con thì các cái biểu hiện thường hay thấy đấy là đầu tiên là trẻ chán ăn, trẻ ăn không ngon miệng, hay đầy bụng khó tiêu, cũng có các cái rối loạn tiêu hóa như là táo bón hoặc là tiêu chảy, phân không bình thường, không đẹp như những trẻ khác, không có cảm giác thèm ăn, nó không muốn ăn và lúc nào cũng cảm giác như là nó không thấy đói. Đấy là các cái biểu hiện để chúng ta có thể tăng cường thêm các cái men tiêu hóa cho trẻ. Như vậy là theo các chuyên gia thì các mẹ phải xem bé nhà mình có bị rối loạn tiêu hóa do thiếu men tiêu hóa không đã. Thứ hai là cần bổ sung thì nên thực hiện như thế nào? Dược sĩ Minh Chính, Chủ tịch Hội Nhà thuốc Hà Nội khuyến cáo các mẹ. Là thị trường thực phẩm cũng như là các cái thực phẩm bổ dưỡng hiện nay thì rất là phong phú. Thì có những cái từ nhập khẩu từ châu Âu, có những cái sản xuất trong nước rất là đa dạng. Thế thì theo mình thì là bổ sung các thực phẩm chức năng thì nó hay hơn là thuốc. Bởi vì thuốc thì nếu mà lạm dụng quá thì cũng không tốt. Thế còn đa số là các cái thực phẩm chức năng thì họ đã chia liều. Nhu cầu thì nó cũng rất là phù hợp, nó giống như là ăn uống hàng ngày để bảo vệ sức khỏe và bổ sung thêm vào cái thành phần thức ăn nếu như mà thành phần thức ăn nó không được đầy đủ. Theo giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, cách tốt nhất mang lại sức khỏe cho đường tiêu hóa của trẻ là thông qua thực phẩm. Tất cả các thực phẩm tươi sống thì nó đều có các enzyme thực phẩm, kể trong thịt, trong cá, trong trứng, trong sữa, trong rau, trong quả. Bản thân tự nhiên của nó cũng có, vì trong tất cả các tế bào của chúng ta đều có enzyme, thì các cái tế bào động vật, thực vật nó cũng có các cái enzyme tươi sống đấy. Thế thì tốt nhất là chúng ta nên cho trẻ ăn một cách đa dạng, đặc biệt là rau xanh và quả thì chúng ta cố gắng chế biến như thế nào để giữ cho nó được nhiều chất dinh dưỡng nhất. Chứ còn nếu mà chúng ta chế biến, chúng ta đun kỹ quá đi rồi thì nó cũng mất các cái vitamin hoặc là chất khoáng, nó cũng bị bay hơi đi mất. Qua tư vấn cụ thể của các chuyên gia thì hy vọng là các bố mẹ sẽ bổ sung men tiêu hóa cho con một cách hiệu quả và cũng tránh bực mình do hai bố mẹ không thống nhất được cách xử trí do thiếu thông tin này nhé.